huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ xác nhận bến đỗ tương lai. Huấn luyện viên Park Hang-seo xác nhận đang đàm phán hợp đồng với nhiều đội bóng và tuyên bố không trở lại Hàn Quốc làm việc. Tương lai của huấn luyện viên Park Hang-seo đang trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm rất lớn từ truyền thông Đông Nam Á. Mới nhất, hãng truyền thông KBS của Hàn Quốc đã có cuộc trò chuyện với ông Park về bến đỗ tiếp theo sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Theo đó, vị chiến lược gia này xác nhận bản thân đang tìm kiếm một đội bóng phù hợp để dẫn dắt. Đầu tiên tôi phải nói rằng sẽ không trở lại sân cỏ Hàn Quốc. Lúc này tôi đang tập trung cho việc đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cũng muốn thử sức ở một quốc gia khác nếu có cơ hội, ông Park nói với hãng truyền thông KBS. Trong những ngày gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành đàm phán hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Bên cạnh đó, truyền thông khu vực cũng tiết lộ Liên đoàn bóng đá Singapore đã gửi lời đề nghị tới nhà cầm quân người Hàn Quốc. Huấn luyện viên Park cho hay, phía đại diện của tôi quả thực đang đàm phán với một số nơi, nhưng có lẽ vẫn còn sớm để tôi đưa ra quyết định cuối cùng. Lúc này tôi chỉ có thể nói rằng họ vẫn đang tiếp tục đàm phán và kết quả phải dựa trên những điều kiện phù hợp nhất. Vì sao huấn luyện viên Park Hang-seo không sẵn sàng dẫn dắt một câu lạc bộ tại V-League? Tại sao nếu nhận lời làm việc cho một câu lạc bộ ở V-League, cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo chỉ nhận chức danh giám đốc kỹ thuật từ tháng 4, 2023, khi lãnh đạo câu lạc bộ Công an Hà Nội muốn thay huấn luyện viên Paulo Foyni, họ đã nhắm đến huấn luyện viên Park Hang-seo. Thế nhưng công ty đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo đề xuất tới câu lạc bộ Công an Hà Nội, đề nghị để cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam làm giám đốc kỹ thuật, còn trợ lý Lee Jang Jin làm huấn luyện viên trưởng. Mới đây, lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bộ đôi Park Hang-seo, Lee Jang Jin cũng đưa ra lời đề nghị như cách đây hơn 7 tháng với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Có nghĩa là khi đến câu lạc bộ, ông Park Hang-seo chỉ nhận vị trí giám đốc kỹ thuật. Tại sao? Bóng đá thế giới, lãnh đạo câu lạc bộ chỉ tìm huấn luyện viên câu lạc bộ. Thế giới bóng đá ngày nay, khi lãnh đạo các câu lạc bộ muốn tìm huấn luyện viên cho mùa bóng mới hoặc thay huấn luyện viên giữa mùa, gần như không có câu lạc bộ nào muốn mời những tên tuổi từng làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Thay vào đó, họ chỉ tìm đến các huấn luyện viên đang làm việc tại các câu lạc bộ hoặc những người từng là huấn luyện viên ở các câu lạc bộ và đang tự do. Tất nhiên vẫn có những câu lạc bộ mời người từng là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia về làm việc, như huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan Louis van Gaal 2012 đến 2014 đến làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ Manchester United 2014 đến 2016, huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha Julen Lopetegui 2016 đến 2018 làm huấn luyện viên Real Madrid 2018, hay Ronald Koeman từng là huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan 2018 đến 2020, đã nhận làm huấn luyện viên Barcelona 2020 đến 2021. Kết quả, huấn luyện viên Koeman bị Barcelona sa thải chỉ sau hơn một năm, Van Gaal trụ được lâu nhất, nhưng khi ông Van Gaal rời Manchester United thì vẫn dưới hình thức sa thải. Chóng vánh nhất là Lopetegui bị Real Madrid bị cho nghỉ việc chỉ sau 14 trận. Thật ra vẫn có những người thành công trên cả hai vị trí huấn luyện viên đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ. Rõ nhất là huấn luyện viên đội tuyển Pháp từ năm 2012 đến nay là ông Didier Deschamps. Ông đã dẫn dắt đội Pháp đạt vị trí Á quân Euro 2016, vô địch World Cup 2018 và Á quân World Cup 2022. Trước đó, ông từng đưa Monaco vào chung kết Champions League mùa bóng 2003 đến 2004, cũng như là đem về cho Olympique Marseille danh hiệu vô địch League 1 mùa giải 2009 đến 2010, hay như huấn luyện viên Roberto Mancini đã dẫn dắt đội tuyển Ý 2018 đến 2023 vô địch Euro 2020. Nhưng ông cũng từng đưa câu lạc bộ Manchester City vô địch Premier League mùa giải 2011 đến 2012. Trước đó, huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique 2018 đến 2022 cũng đã đưa đội Barcelona đoạt cú ăn ba lừng lẫy ở mùa giải 2015 đến 2016. Tuy nhiên, cả ba huấn luyện viên Deschamps, Mancini và Enrique có một điểm chung. Họ đã cùng thành công trên cương vị huấn luyện viên câu lạc bộ trước khi trở thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Thực tế cho thấy, gần như chưa có huấn luyện viên tên tuổi nào thành công ở đội tuyển quốc gia trước khi thành công ở câu lạc bộ. Ngày như bóng đá Việt Nam, cố huấn luyện viên Alfred Schreuder thành công ở đội tuyển Việt Nam, nhưng ông không thành công ở vị trí huấn luyện viên câu lạc bộ Khánh Hòa cũng như là câu lạc bộ Hải Phòng. Ngược lại, ông Henrique Calisto đã thành công ở câu lạc bộ Gạch Đồng Tâm Long An với hai chức vô địch V-League 2005-2006 trước khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Đây là những tấm gương, những bài học khiến lãnh đạo câu lạc bộ không còn quan tâm đến các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia khi mà bóng đá ngày nay.
cùng đặt dấu hỏi vì sao huấn luyện viên hàng đầu thế giới hiện nay và đang thành công ở các câu lạc bộ như Pep Guardiola, Manchester City, hay Jurgen Klopp, Liverpool lại chưa muốn làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha hay Đức. Đơn giản vì đây là bước lùi trong sự nghiệp lưng lẫy của họ. Với Carlo Ancelotti, Real Madrid hay Jose Mourinho, Roma, Ý, hai ứng cử viên nặng ký vị trí huấn luyện viên đội tuyển Brazil vào tháng 6 năm 2024, lại là trường hợp khác. Cả hai đã quá thành công ở cấp câu lạc bộ, cả hai cũng đã qua tuổi 60, đồng thời Brazil là đội tuyển hàng đầu thế giới. Bóng đá Brazil đã và đang khủng hoảng vị trí huấn luyện viên, do đó nếu họ đem lại thành công cho đội tuyển Brazil, đó lại là bước đi lên trong sự nghiệp. Vì sao huấn luyện viên câu lạc bộ được ưa thích hơn huấn luyện viên đội tuyển quốc gia? Có thể tóm tắt như thế này, công việc cùng áp lực của huấn luyện viên ở câu lạc bộ nhiều hơn, thường xuyên hơn ở đội tuyển quốc gia. Một năm đội tuyển quốc gia thi đấu bao nhiêu trận, quá ít so với câu lạc bộ. Rõ ràng huấn luyện viên câu lạc bộ được trui rèn, tôi luyện nghề nghiệp hàng ngày trên sân tập, hàng tuần qua các trận đấu chính thức ở các giải trong nước cũng như quốc tế. Tần suất cùng áp lực công việc của huấn luyện viên câu lạc bộ nhiều hơn hẳn huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Đó là chưa nói huấn luyện viên đội tuyển quốc gia không cần quan tâm đến thị trường chuyển nhượng. Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia có thể sửa sai khi gọi cầu thủ lên tập trung mà không phù hợp thì có quyền thay người khác ngay lập tức. Trái lại, huấn luyện viên câu lạc bộ mà chọn sai cầu thủ thì cái giá phải trả rất đắt vì muốn thay. Không chỉ khiến câu lạc bộ mất nhiều về tài chính mà còn phải đợi đến thời điểm được chuyển nhượng. Hơn nữa đến khi đó, chưa chắc đã chọn được cầu thủ ưng ý. Tóm lại, huấn luyện viên câu lạc bộ dễ thích nghi rồi thành công khi lên làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Nhưng huấn luyện viên đội tuyển quốc gia sẽ rất khó thích nghi và thường thất bại khi trở thành huấn luyện viên câu lạc bộ. Và, với ông Park Hang-seo, người chưa từng thành công trên cương vị huấn luyện viên câu lạc bộ, nên giờ đây, khi đã thành công trong vai trò huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, ông Park sẽ không dễ để mất thương hiệu khi nhận lãnh huấn luyện viên câu lạc bộ ở V-League. Đó là lý do khi có câu lạc bộ nào ở V-League mời làm việc, ông Park Hang-seo đã chọn phương án an toàn, giám đốc kỹ thuật. Báo Hàn Quốc tiết lộ bất ngờ về huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo truyền thông Hàn Quốc, khả năng cao huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại cầm quân ở một đội bóng Đông Nam Á. Hiện có khá nhiều đội bóng trong khu vực như Indonesia, Singapore cùng không ít câu lạc bộ ở V-League muốn chiêu mộ cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam huấn luyện viên Park Hang-seo. Nói về điều này, tờ Ocean Hàn Quốc viết, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặt hái được nhiều thành tựu trong hơn 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Tài năng của ông là điều không cần phải bàn cãi. Ông đã giúp bóng đá Việt Nam trải qua thời kỳ hoàng kim, thậm chí huấn luyện viên Park Hang-seo gây ấn tượng tới mức mỗi khi ghế huấn luyện viên ở khu vực này trống, ông luôn được nhắc tới như ứng cử viên thay thế. Theo Ocean, ban đầu huấn luyện viên Park Hang-seo là ứng viên nặng ký dẫn dắt tuyển Thái Lan khi họ sa thải ông Poon Kinh. Nhưng sau đó, đất nước xứ Chùa Vàng lại lựa chọn huấn luyện viên Masatada Ishii bởi nhà cầm quân người Nhật Bản có mối quan hệ rất tốt với tuyển Thái Lan. Cũng theo nguồn tin này, Singapore có ý định sa thải huấn luyện viên Takaki Nishigaya và chiêu mộ huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở phần cuối bài viết, tờ báo Hàn Quốc cho rằng, nhiều đội bóng ở Đông Nam Á khủng hoảng vì thành tích không tốt ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Nếu tình trạng này tiếp diễn, khả năng cao huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại cầm quân ở một đội bóng Đông Nam Á, tờ Ocean dự đoán. Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang miệt mài đóng góp cho bóng đá Việt Nam ở Học viện Park Hang-seo. Thành tích của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng bóng đá Việt Nam, vô địch AFF Cup 2018. Hai huy chương vàng SEA Games 2019 và 2021, Á quân AFF Cup 2022, Á quân U23 châu Á 2018, Á quân King Cup 2019, top 4 ASEAN 2018, top 8 ASEAN Cup 2019, vòng loại thứ 3 của World Cup 2022. Báo Trung Quốc lo huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Singapore. Tờ Sohu khá lo lắng trước khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Singapore, đối thủ của Trung Quốc ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Báo Trung Quốc quan tâm rất lớn tới việc Liên đoàn bóng đá Singapore đàm phán hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Điều này xuất phát từ việc, tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Trung Quốc nằm chung bảng với Singapore. Nói về việc này, tờ Sohu tỏ ra khá lo lắng cho đội nhà. Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể nói là khắc tinh của các đội tuyển Trung Quốc. Nếu vị chiến lược gia này lên nắm quyền tại đội tuyển Singapore, ban huấn luyện đội tuyển Trung Quốc sẽ phải rất cảnh giác. Tháng 3 năm 2024, đội tuyển Trung Quốc sẽ có hai trận đấu với Singapore tại vòng loại World Cup 2026. Mục tiêu đặt ra chắc chắn là phải giành trọn 6 điểm. Khi đối thủ trở nên mạnh mẽ hơn, câu hỏi đặt ra là liệu đội tuyển Trung Quốc có chịu được áp lực và nắm chắc trong tay tấm vé đi tiếp không? Đây là một bài kiểm tra đối với ban huấn luyện và các cầu thủ, tờ Sohu bày tỏ.
Sau hai trận đã đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, thầy trò huấn luyện viên Jankovic mới có được 3 điểm và đang tạm xếp thứ 3 bảng C. Hiện tại, quá trình đàm phán giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang diễn ra nhưng không thuận lợi. Vướng mắc chính đến từ các điều khoản liên quan đến tài chính. Đội chủ sân Thống Nhất vừa thay đổi nhà tài trợ nên một số khoản tiền vẫn đang chờ được giải ngân. Điều này tác động một phần tới quá trình đàm phán vừa qua giữa huấn luyện viên Park và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở giữa mùa giải 2023, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng từng đàm phán với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tuy nhiên, thời điểm đó, huấn luyện viên người Hàn Quốc chỉ muốn làm giám đốc kỹ thuật, còn đội bóng thủ đô muốn ông làm huấn luyện viên trưởng. Do đó, thương vụ này cũng không thể tìm được sự thống nhất chung. Cái giá của ông Park, huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang về nhiều thành tích cho bóng đá Việt Nam VN khi may mắn thừa hưởng một thế hệ cầu thủ giàu tiềm năng, kéo dài suốt hơn 5 năm. Mức lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo ở làng bóng Việt Nam không rẻ, khi Bầu Đức từng trả lương tháng cho ông khoảng 35.000 USD trong hơn 3 năm. Sau đó VFF nâng lên 50.000 USD, chưa kể các khoản thưởng khác. Ông thầy người Hàn Quốc từ lâu đã xem Việt Nam là quê hương thứ hai bởi sự mến khách tuyệt vời, khiến ông không ngần ngại giữ căn hộ sinh sống tại đây và còn có những chuyến bay khứ hồi về quê miễn phí suốt đời. Ông Park cũng nhanh chóng mở hai học viện bóng đá trẻ mang tên ông ở Hà Nội và bận bịu suốt ngày với những lời mời sự kiện bóng đá. Ông thường ngược xuôi trong Nam ngoài Bắc về miền Trung để lan tỏa niềm đam mê bóng đá, hoặc có khi ban tổ chức cần sự có mặt của người nổi tiếng. Cái giá cho sự góp mặt của huấn luyện viên Park Hang-seo không rẻ, khi mọi sự đều phải thông qua công ty của người đại diện Lee Dong-jun. Người ta muốn ông Park trở lại cầm quân ở câu lạc bộ cũng không hề đơn giản. Ông rất ý thức giữ gìn danh tiếng cho mình sau những thành công với các đội tuyển Việt Nam nên chỉ chấp nhận ngồi ghế giám đốc kỹ thuật và thay mặt ông cầm quân là cánh tay phải Lee Dong-jun. Ông Park cũng thừa biết cái giá của mình lẫn sự cần thiết của các làng bóng Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia nhìn thành tích bóng đá Việt Nam mà muốn có ông. Và ông không vội vàng như cái cách hành nghề tay trái từ các sự kiện bóng đá ngược xuôi trong Nam ngoài Bắc, mà rất thận trọng chờ một lời mời hợp lý nhất để tăng thêm giá trị khi trở lại nghề tay phải. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh báo tin kém vui tới huấn luyện viên Park Hang-seo. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiều khả năng không chiêu mộ huấn luyện viên Park Hang-seo như đồn đoán. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn cân nhắc các phương án cho vị trí huấn luyện viên trưởng của đội bóng sau khi chia tay huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và đội ngũ trợ lý. Theo nhiều nguồn tin, huấn luyện viên Chung Hae Seung, Hàn Quốc, đang là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu của ban lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, ông Chung Hae Seung từng dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải 2019-2020 và giúp đội bóng này giành ngôi Á quân mùa 2019. Ngoài ra, vị chuyên gia sinh năm 1958 từng làm trợ lý của huấn luyện viên Ngô Hiết Đinh tại đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002 cũng có mong muốn quay lại làm việc ở V-League. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, nhiều khả năng ông Chung Hae Seung sẽ trở thành huấn luyện viên tiếp theo của đội bóng áo đỏ. Bộ đôi huấn luyện viên tạo nên thành công vang dội của đội tuyển Việt Nam những năm gần đây là Park Hang-seo, Lee Dong-jun cũng là phương án được tính đến, song đây không phải là ưu tiên hàng đầu của đội bóng Sài Thành.